cái thành quả trong ngày hôm nay anh em này, vừa mới xuống được dưới rừng luôn. Đấy, một con. Đấy, bắt đầu điểm danh. Hai con. Ba con, một con sóc anh em ạ. Đấy, cuối cùng lại được con sóc. Chào toàn thể các anh em đam mê đi rừng và săn bẫy nhá. Thì cũng trong một cái buổi đi thăm bẫy cạm kiềng này anh em này. Đấy, khu vực hiện tại thì nó rất là rậm, đây là rừng nguyên sinh anh em ạ. Đây khu vực ở bên trên đây. Hiện tại bây giờ nó hơn 6 giờ rồi nhưng mà đi nó rất là tối anh em ạ. Thế thì khu vực bên đây đặt mấy cái bẫy. Đường khó đi quá. Đây. Rừng nguyên sinh thì nó sẽ còn những cái cây to như thế này. Đấy, kiểm lâm bảo vệ chặt là dân làng người ta không lấy được. Đấy, cái này nó phải cao tầm khoảng 4-50 mét anh em. Đấy, khu vực này. Hôm qua đánh có hơn chục cây bẫy thôi nhưng mà nó rậm quá, đi sáng sớm nó ra quên anh em ạ. Đấy, hốc cây này. Đẹp thật. Bây giờ xuống đoạn dưới đây nha anh em nhé. Được con gì thì em quay cho anh em cùng xem. Đây là cái bẫy đầu tiên anh em này. Đấy, được con trồn mập má rồi. Đấy, khe đánh nó chạy lỏng lẻo qua đây. Đấy, đối với bây giờ thì cũng sáng rồi anh em ạ. Nhưng mà ở trong rừng thì nó hơi tối nhé. Vẫn phải cầm đèn pin đi. Con này khả năng con cái, nhỏ nhỏ thôi. Đây. Con này chắc tầm 1 ký anh em. Đối với cái giá thành thương phẩm ở địa phương em bây giờ hiện tại đang là 400.000 một cân anh em nhé. Đấy, gọi là gần Tết thì anh em tất liên nhiều. Giá cả cao, còn cạn thì vẫn đánh được cạn 14 thôi. Mẫu cạn này thì thật sự nên ra là không thể thay thế được bằng bất cứ cái mẫu cam nào cả. Đánh nó rất là nhạy. Dập ở chân trước. Đấy, cạn đóng rất là sâu, đóng lên tận cửu này thì anh em không lo là bị đứt chân nhé. Nói chung bọn này thì nó có mùi hơi đặc trưng tí. Lấy cái lẫy bên trên cả, cởi ra, xách luôn này. Tháo luôn. Chiều có lên đánh thì sắn lấy ít cả này. Thế con nhổ lên trên kia, trên kia nhổ. Hồi hồi, con này thì bỏ lên không lấy cái dây chuối chói chân nó ra, không khênh. Đèn này hơi tối nhẹ, hết cả điện này. Ở ngoài thì nó sáng lắm anh em. Ở ngoài thì nó sáng lắm rồi. Bây giờ hiện tại chắc phải gần 7 giờ rồi anh em. Nhưng mà căn bản là mua này phải đi thăm sớm. Đấy, ở đây thì nó là cái rừng nguyên sinh rồi. Gọi là rừng tái sinh người ta giữ thôi. Nó vẫn còn nhiều cây cổ thụ to. Ở đây thì nó nhiều cây giang với cả cây lá rong. Dân bây giờ gần Tết rồi người ta đi lấy rất là nhiều. Bởi vì hai cái loại đấy thì bây giờ bán giá thương phẩm ở ngoài rất là cao. Đây, ví dụ như dưới kia là một búi lá giang. Lá giang hiện tại ở quê em là bán 8.000 đồng trên một chục cây. Một chục tàu ấy, về gói bánh. Đây có cây móc này. À, cây là cây kiểu gọi cây cọ này. Cái này nếu mà có là trồn hương nó về ăn ác lắm này bầm này. Xem có lốt ăn không? Quả này chưa chín ạ. Đặt ở đây á. Không nhớ. Đây. Cây quả này nếu mà có trồn hương là về nó ăn ác lắm này anh em này. Ở sóc. Đây thì không thấy lốt ăn. Nó ăn thì nó bỏ vỏ ngay. Bạn này đẹp quá. Đấy. Đây, quả này anh em này. Quả này thì nó ăn rất là nhiều. Nói chung là mệt nhưng mà vui anh em. Đấy, bây giờ thì tắt máy quay đi anh em nhé. Đấy, xuống hữu dưới kia nó thoáng hơn thì lại quay cho anh em. Bây giờ đang ở trên đỉnh rừng rồi. Tiếp tục đến cái bẫy tiếp theo nha. Đấy, được thêm con nữa rồi. Vẫn là chuồn độc má. Đây đỏ thật. Đấy, con này cao hơn con trước ấy. Con này béo hơn. Cắn nát rồi. Cắn nát hết một vùng luôn. Đây lại cầm đây rồi. Đây cởi dây. Đây thêm đương lại. Đây bàn đạp đấy anh em. Con này nó phải rơi vào tầm cân 3 to con đấy luôn. Nhỉ. Yeah. Nó cắn nhau. Trong chí đâu. Có hơn không? Có hơn, lúc anh nhìn rồi. Anh nhìn qua anh biết rồi. Anh em thấy phê không? Một đôi luôn này, đấy. Thì cực. Hai con này nếu xem chân nó có bị sắp đứt không? Sắp đứt thì cầm đuôi. Không, không đứt được. Đôi luôn, cầm đuôi, cầm đuôi. Cái thôi, con đực nhỉ. Đấy, thật cực. Giật mạnh nó ra nó các bạn. Đi đi. Hai con. Con 34. To, con đấy to đấy. Con này luôn là đấy rụi luôn. Béo, dã man luôn này. Đấy, béo. Ôi, sướng nhỉ. Anh xách thử đi. Anh cầm đồ đây rồi. Ôi, bỏ đôi nha. Lặng hơn nhọc.
anh em có thấy phê không? Nhưng mà đường đi thì nó không đơn giản đâu anh em, kiếm được con cầy nó cũng vất vả lắm. Đây, đường đi. Nói chung là nó tuyền dốc dựng đứng ở đây, gọi là cái thác anh em nhé. Đấy là lòng thác luôn. Nước mùa này thì nó không còn nhiều. Đấy, đâm ra cần cầy cáo là nó sẽ chút thu về những cái cần nguồn nước như thế này. Đấy, cái khe đây đánh rất là đẹp luôn. Bây giờ xuống hơi khó anh em. Như đi đánh trận luôn. Để cố kiếm thêm 1-2 con nữa để bán lấy tiền tiêu Tết anh em. Bây giờ thì xuống đoạn dưới kia em lại quay cho anh em cùng xem nhé. Là cái thành quả trong ngày hôm nay anh em này, vừa mới xuống được dưới rừng luôn. Đấy, một con. Đấy, bắt đầu điểm danh. 2 con. 3 con, 1 con sóc anh em. Đấy, cuối cùng lại được con sóc. Hàng này đánh thì và anh em tổng kết cuối năm anh em ạ. Đấy thì không bán. Đấy, anh em nào xem được cái video này thấy hay thì hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh nhé. Còn anh em nào muốn mua cạm kiềng này, đấy, tất cả các mẫu cạm kiềng đánh trồn, đánh thú rừng ấy, thì anh em có thể là liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.